Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Xin quý vị và các bạn cùng chào đón top 5 của bước nhảy ngàn cân năm nay. Xoáy ca tương lai Lộc Vượng và bạn nhảy Ngọc Anh. Nam thần trên sport Thái Sơn và bạn nhảy Phạm Lịch. Ca sĩ ngàn cân Xuân Lộc và bạn nhảy Hải Anh. Cựu vận động viên judo Ngọc Khánh và bạn nhảy Huỳnh Mến. Hot girl nụ cười tỏa nắng Tố Tố và bạn nhảy Đình Lộc. Họ là những vô công xuất sắc nhất của bước nhảy ngàn cân mùa thứ hai. Xin dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón. Trà thảo mộc Dr. Thanh, hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Để ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn thân mến, sang trọng và tinh tế, chúng ta vừa đến với tác phẩm Hồ Thiên Nga của nhà soạn nhạc lừng danh nước Nga Tchaikovsky qua phần biểu diễn của top 5 bước nhảy ngàn cân của mùa 2 cùng với những người thầy, những người huấn luyện viên tận tình trong suốt những tuần lễ vừa qua. Một lần nữa, một tràng pháo tay chào đón toàn thể quý vị trở lại với bước nhảy ngàn cân. Thưa quý vị, tuần này chủ đề vô cùng sang trọng, đó là Ballet Fusion và vòng nhảy với đạo cụ. Thử thách của họ cũng liên quan tới đạo cụ, đó là tập thể hình để kiếm cho được cái đạo cụ rồi mới biết mình nhảy với đạo cụ gì. Cho tôi mời quý vị cùng theo dõi phần luyện tập của các bạn thí sinh. Chào top 5 bước nhảy ngàn cân. Chắc tụi em đang tò mò tại sao anh xuất hiện ở đây. Rất là đơn giản, anh sẽ đưa ra thử thách tuần. Nếu mà các em không có vượt qua thử thách tuần này thì xong. Sẽ phải xách một cái quả tạ nặng 10kg, phải làm liên tục như thế trong 90 lần. Tới lần thứ 35 là bắt đầu cái cơ bụng rất là đau và rất là khó chịu, giống như là sắp đẻ vậy. Mình thực hiện động tác nhảy lên bục cao. Khi nhảy lên thì cái bụng mình nó sóc lên, cơ bụng mình siết lại vô cùng đau. Phải nói là mình kiệt sức hoàn toàn luôn. Giờ đây là thử thách cuối cùng các bạn phải vượt qua để nhận đạo cụ của mình. Nếu mà các bạn không vượt qua thử thách này thì mình không có đạo cụ, thì mình không có bài tuần này và không được ăn nhang. Anh sẽ luôn quan sát các em. Chỉ trong một phút thôi mình sẽ phải thực hiện liên hoàn 3 động tác, mỗi động tác là 30 lần. 300 cái nhảy dây, 1.500m kéo xuồng, 2.000m chạy bộ và tất cả phải hoàn thành trong 20 phút. Trong vòng 1 phút mình phải giữ 2 ly nước, không bị đổ, chạy lên bậc thang một đoạn đường rất là xa. Không hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình và còn bị té nữa và cảm giác rất là hụt hẫng. Rất là vui mừng vì mình đã vượt qua được thử thách này, nhận được đạo cụ của mình. Đấy là chỉ nằm và cười thôi. Cảm giác rất là nhẹ nhõm, mình thở phào luôn. Một chiếc bồn tắm, với cái bồn tắm này mình làm gì với nó đây? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần luyện tập của các bạn thí sinh để họ nhận được đạo cụ nhảy riêng cho mình. Và dĩ nhiên là đêm diễn hôm nay sẽ vô cùng thú vị bởi vì mỗi một thí sinh sẽ biểu diễn đến hai bài. Một bài là ballet đương đại mà chúng ta gọi là ballet fusion. Và bài thứ hai là bài nhảy với đạo cụ. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem những bài nhảy đó là gì. Nhưng trước tiên, hãy hướng về quả cầu lấp lánh đằng kia để chào đón ban giám khảo. Thank you.
John Huy Trần. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và giám khảo khách mời quay trở lại lần thứ hai, thưa quý vị, giám khảo Lan Khuê. Hôm nay Lan Khuê đẹp quá, rất là quyền lực và huyền bí. Nó có cái gì đó, nó cửa đóng then cài, rồi nó len lỏi, mà nó rất là giam cầm. Cái tự nhiên người ta có cái cảm giác là muốn được tự do, để một thoát nó ra, để mở nó ra, mở những cái cánh cửa huyền bí của tâm hồn người phụ nữ. Chứ các bạn đừng nghĩ sâu hơn. Lan Khuê, hãy cho tôi biết cảm giác của bạn lần thứ hai ngồi tại chiếc ghế giám khảo của Bước Nhảy Ngàn Cân. Vì sau một loạt những lời khen của anh Trấn Thành thì tự nhiên thấy trong người đóng rang, má nó cũng đỏ. Thì lần thứ hai trở lại thì Lan Khuê vẫn cái tâm trạng rất háo hức, bởi vì Lan Khuê được nhìn thấy sự cố gắng nỗ lực của các bạn và phần thể hiện của các bạn đã cho Lan Khuê nhiều cái động lực hơn để quay trở lại. Bởi vì Lan Khuê biết rằng top 5 nghĩa là những gì tinh hoa nhất và xuất sắc nhất. Cảm ơn Lan Khuê rất nhiều. Anh Đàm Vĩnh Hưng, hôm nay là mình nhảy đến hai bài như vậy thì anh nghĩ là cái khối lượng công việc nhiều hơn sẽ giúp cho họ có được cái sự phấn đấu nhiều hơn nữa, hay nó lại là cái trở ngại cho các bạn thí sinh trong việc luyện tập ạ? Tôi nghĩ là nó có một chút xíu trở ngại, phải nhớ thêm hai lần bài. Nhưng mà tôi nghĩ là tới giờ phút này các bạn đã đi vào tới đây thì cũng quá nhiều những kinh nghiệm và nó quen dần rồi. Cũng giống như Hưng cũng lúc đây cũng rất là sợ nhảy với tập thể, bây giờ thì hoàn toàn yên tâm, có thể dễ dàng. Dạo này anh nhảy giỏi rồi hả? Cũng được. Lát mình mời anh Đàm Vĩnh Hưng ra nhảy được không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ giữ cái món quà của anh Đàm lại ha, một lát nữa khi nào chúng ta cần bùng nổ thì chúng ta sẽ khui nó ra. Còn bây giờ về phía John, cái phần đầu á là cái phần ballet mà fusion, thì cái phần đó nó là như thế nào, John có thể định nghĩa cho mọi người để hiểu rõ hơn được không? Ballet fusion thì mình biết cái thể loại ballet là cái gì đúng không? Thì cái từ fusion là mix pha, thì tuần này một số biên đạo sẽ chọn ballet pha với đương đại, hoặc ballet pha với jazz, có thể ballet pha với hip hop, mình có thể pha. Miễn là cái mix cốt vô, nó là ballet và muốn pha cái gì thì pha. Đúng rồi, nhưng hôm nay chúng tôi muốn xem nhiều ballet. Tôi hy vọng là một lát nữa sẽ có một tiết mục ballet pha với Patin. Hấp dẫn nha. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.